Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Dáng đứng, tướng ngồi có thể nói lên vận mệnh cả đời của bạn. Trong nhân tướng học có câu, tướng do tâm sinh, xem tướng biết người. Bởi vậy, thông qua dáng đứng, tướng ngồi có thể dự đoán được vận mệnh cả đời của một người. Tục ngữ có câu, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi. Trong lễ nghi truyền thống phương Đông, đối với đi, đứng, ngồi đều có chuẩn mực. Từ hành vi cử chỉ có thể nhìn ra cá nhân đó thuộc loại người nào, cử chỉ tư thế đúng mực, lịch sự, thể hiện của người có giáo dưỡng, lưu lại cho người đối diện ấn tượng tốt. Trái lại, người có hành vi thô tục, thất lễ thì thuộc loại người phóng túng, lỗ mãng. 1. Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi. Trong cuốn Tương Lý Hành Chân của Trần Chiêu thời nhà Đường có nói, đi thì thuần dương, ngồi thì thuần âm, dương chủ động mà âm chủ tĩnh, theo lý thông thường là như vậy. Động vì dương, tĩnh vì âm, động tĩnh luân phiên. Bởi vậy khi con người có trạng thái yên tĩnh thì ngồi sẽ có tướng ngồi, đứng có tướng đứng. Mùa nhỏ, tướng quý nhân đứng như chiến mã, ngồi như núi. Đứng lâu vẫn nghiêm chỉnh, ngồi lâu vẫn thẳng người, là tướng phú quý, phúc thọ. Cổ nhân cho rằng, tướng đứng tốt là eo ngay thẳng, chứ không phải vai lệch, đầu nghiêng. Khi đứng không được đung đưa trái phải, đứng thẳng thời gian rất lâu, thân thể cũng không bị dao động. Lúc quay người, thân thể cũng không cong. Biểu hiện như vậy là người có tinh lực tràn đầy, bình tĩnh, ung dung. Người xưa ngồi ngay ngắn, chú trọng, bình ổn, nhưng cũng không phải thẳng tắp cứng đờ, mà là giống như cây cung đang ở thế chờ đợi. Khi đứng dậy thì vững vàng, từ tốn. Đây chính là ngồi như bàn thạch, lên như mây bay. Mặc dù thời gian ngồi rất lâu, nhưng tinh thần không mỏi mệt, thần thái khi ngồi không loạn. Đây là loại người có phúc thọ, chính là ngồi thấy tinh thần thọ tắt dài, thân eo thẳng tắp, giàu mà an khang. Hai nhỏ, rung đùi lắc eo, ngồi mà đổi thế nhiều lần là người kém tướng. Có người khi ngồi hoặc đứng luôn không nghiêm chỉnh, thích rung chân, đây là bại tướng. Tục ngữ nói, nam run nghèo, nữ run tiện, và còn nói, cây rung lá rụng, người rung phố bạc. Rung chân là loại tướng xui xẻo, người thường xuyên rung chân sẽ đem may mắn, tài vận cùng phúc khí, rung rất sạch. Hơn nữa, rung chân cũng thể hiện ở tướng người lỗ mãng. Ở đây tôi sẽ nói thêm về câu tục ngữ cây rung lá rụng, người rung phúc bạc. Câu tục ngữ này căn cứ theo ý nghĩa mặt chữ cũng không khó tưởng tượng. Hai câu nói phân rõ hai đạo lý. Một, cây nếu thường xuyên bị rung lắc, gốc cây sẽ không vững chắc, bất lợi cho sự hấp thụ nguồn nước, dinh dưỡng và cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sinh trưởng của cây. Càng lâu thì lá cây sẽ bị khô héo, điêu tàn, nên cây không thể thường xuyên bị rung lắc. Hai, câu tục ngữ này cũng liên quan đến một câu khác là đàn ông rung chân thì nghèo, đàn bà rung chân thì hèn. Có lẽ mọi người cũng từng nghe nói, người đặc biệt thích rung chân thường là sẽ rơi rớt hết phúc khí. Sao lại nói như vậy? Bởi vì Trung Quốc cổ đại được gọi là một nước lễ nghĩa, cho nên hành vi cũng phải phù hợp với lễ nghĩa. Mà một người thích rung đùi thường để lại cho người khác ấn tượng đầu tiên là không có gì tốt, dễ tạo cho người ta cảm giác là người này ất ơ, không ổn định, cũng không đáng tin cậy. Người như vậy muốn làm tốt công việc còn khó khăn, huống chi là đạt được thành tựu lớn. Đương nhiên cũng có sẽ vài người cảm thấy điều này hơi nực cười, cho rằng đó là sự gán ghép khiên cưỡng. Nhưng tâm niệm của một người sẽ được biểu hiện qua ngôn ngữ hành vi. Hành vi rung chân trên thực tế trong lúc vô ý đã bộc lộ tính cách tùy tiện, không nghiêm túc, đứng đắn. Cho nên câu nói cây rung lá rụng, người rung phúc bạc là có đạo lý. Ba nhỏ, ngồi hay cúi đầu, thâm tâm như khỉ. Mỗi lần ngồi xuống, thường thích cúi đầu, người này thâm tâm khó đoán, không để lộ tài năng, lúc nào cũng đang suy nghĩ vấn đề, tâm tư nhạy bén như khỉ. Hai lớn, đi có tướng đi. Dân gian có tục ngữ, tướng đi không chính tâm, át lệch. Câu này mặc dù có chút bất công, nhưng lại nhắc nhở chúng ta, đi có tướng đi. Con người khi ở trạng thái cử động cũng chính là thời điểm dễ bộc lộ bản tính bên trong.
Vậy nên, nếu muốn xem tướng thì phải nhìn cả lúc người ta an tĩnh và đi lại. Vào cuối thời nhà Thanh, có một người tên là Lý Hồng Chương vì muốn chọn một người trong những đệ tử của mình làm trợ thủ, nên mời một thầy tướng số đến xem giúp các môn đồ của ông. Không ngờ, ngay cả đôi giày của từng người, thầy tướng cũng cẩn thận quan sát. Lý Hồng Chương cảm thấy rất kỳ quái. Thầy tướng giải thích, chẳng những xem tướng người mà còn phải xem tướng gót chân. Người đi đường mà gót chân không có lực làm gì, làm việc khẳng định không đáng tin cậy. Tức là người đi nhún nhảy như chim thường là người không đáng tin cậy. Một, đi như sói, miệng như hổ là người tâm địa sâu xa. Trong cuốn Mai Y Tương Pháp có câu sói đi hổ hôn, cơ sâu mà tâm sự khó hiểu. Tạm dịch là đi như sói, miệng như hổ là người tâm địa sâu xa. Đi như sói là chỉ người đi đường giống như chó sói, không ngừng nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn. Miệng như hổ là chỉ đường cắn chặt hàm răng, nét mặt khẩn trương. Theo lý mà nói, khi đi đường mà không nói chuyện thì cơ mặt sẽ giãn ra, còn người có nét mặt khẩn trương nói rõ có tâm sự đi đường, thường suy tính sự tình. Đi như sói, miệng như hổ là người đa nghi, tâm tư khó lường, bụng dạ nham hiểm, không từ thủ đoạn nào. Trong lịch sử, loài người đại gian ác thường sẽ bị nói thành như đi như sói, miệng như hổ, giống như nhân vật Tư Mã Ý trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng được La Quan Trung mô tả là người như vậy. 2. Đi đường cúi đầu, người tâm ác. Trong cuốn Tương Lý Hành Chân có câu đi đường cúi đầu thì người là tâm ác. Thông thường, khi nói đến những người đi đường thích cúi đầu, mặc dù không nhất định là người xấu, nhưng là đa số đều không dễ chọc. Thông thường, loài người này bùng dạ, khó lường. Người xưa từng nói, nữ đi đường ngửa mặt lên trời, nam đi đường cúi đầu xuống đất, thường là những người lòng dạ độc ác, rất khó đối phó. 3. Đi như rắn, bước như chim sẻ, thực sự đáng thương. Đừng hỏi công danh, chớ có hỏi tiền. Tướng đi như rắn là dáng đi đong đưa, trái phải, tư thế vặn vẹo. Khi đi, thân thể cùng cánh tay đong đưa biên độ quá lớn. Bước như chim sẻ, ý chỉ người đi đường thường hay nhún nhảy hoặc là lảo đảo, bước chân bất quy tắc. Đi như rắn, bước như chim sẻ, đa số là người tâm địa bất an, bất chính, làm việc có đầu không có đuôi, chẳng làm nên trò trống gì. Bốn nhỏ, ăn nói tùy tiện, miệng yểu không tốt. Câu nói này có lẽ mọi người cũng không khó đoán ra ý nghĩa của nó. Từ xưa đến nay, cũng có không ít câu nói tương tự như họa từ miệng mà ra. Im lặng là vàng, nói nhiều tất nói ớ. Từng câu đều nhắc nhở chúng ta nhất định phải quản thật tốt cái miệng của chính mình, đừng nói năng lung tung. Dĩ nhiên trong cuộc sống cũng có vài trường hợp như hội họp công việc, hợp tác với khách hàng không tránh khỏi việc phải ăn, phải nói. Chưa kể khả năng, biểu đạt thường phải thật trôi chảy. Nhưng có vài người mặc dù trong cuộc sống thường ngày họ cũng không thể quản được cái miệng của mình, nói ra toàn tin thất thiệt, chuyện phiếm. Những người không quản được cái miệng của mình, thích khua môi múa mép, đâm chọc người khác, thường kết quả không nói sai thì cũng đắc tội với người. Trong mắt những người có tín ngưỡng thì đó là không tu khẩu, vì thế sẽ phải gánh chịu những rắc rối không cần thiết trong cuộc sống, cuộc đời tự nhiên sẽ vất vả hơn. Vì vậy, những người am hiểu văn hóa truyền thống sẽ hiểu rất rõ về phúc vận. Người đại phúc, thiên kim phúc quý, ắt sẽ có tướng, đài cát cao sang, ông cũng là từ đức mà ra. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.